cổ Âu nậm khâu mà con. Độc lạ mỗi nước thần cứ hễ đọc thần chú là nước tự dâng lên, khiến dân mạng nửa tin nửa ngờ. Mới đây một đoạn clip được đăng tải khiến dân mạng và người chứng kiến đều vô cùng sửng sốt. Theo đó, người đàn ông ngồi trên mỏm đá, tay cầm điện thoại, miệng lẩm nhẩm theo một câu gì đó như thần chú. Ngành leo lớn, cu sầm cu sỏi cu mỏi, dòng Phật trụm vàng trụm bạc, đến dâng nước lên kẻ trộm lấy. Vài giây sau thì người đàn ông cầm một cục đá và bắt đầu đập trên mỏm đá. Phía dưới nước bắt đầu chảy ra. Người đàn ông đập nhanh hơn và đọc đúng câu thần chú thì nước dâng lên càng nhiều. Đứa nào? Anh em, đây là thời sự thật có thật, không phải nói bằng. Nhiều dân mạng sau khi xem xong nửa tin nửa ngờ, nhiều người cho rằng có người ở phía sau đi mở nước và dựng nên câu chuyện tâm linh kỳ bí này. Nhiều người khác từng biết về cái mỏ nước biết vâng lời người này đã lên tiếng xác nhận. Thực chất đây là mỏ nước ở Cao Bằng. Mỏ nước này được bà con đặt tên là mỏ hốc. Nước chảy ra từ trong mỏ nước hoặc là mạch nước ngầm trong giếng, không phải là bơm nước từ con người. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Tân, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã giải thích hiện tượng kỳ bí ở mỏ nước thần kỳ như sau. Khi người ta hô, gọi hoặc là vỗ tay sẽ tạo ra luồng không khí, tạo ra tiếng động, tạo ra sóng âm thanh lan truyền trong không khí, tác động vào các vật thể xung quanh như là mặt đất, mặt nước, bề mặt của các khối đá, các hang hốc. Tác động vào mặt nước sẽ khiến cho mặt nước xao động, thậm chí là lõm xuống. Nước là dạng vật chất không thể nén thêm được nên lõm chỗ này, nghĩa là đồng thời sẽ dền lên ở chỗ khác. Hiện tượng xảy ra ở mỏ nước thần rất là kỳ lạ, độc đáo vì mực nước dâng lên hạ xuống khá lớn, khá lâu. Có lẽ chỉ xảy ra khi kết hợp thêm một số yếu tố nữa. Một số ý kiến của dân mạng để lại: nhiều người không tin đây là sự thật, xin mời lên Cao Bằng, cứ gõ là nước ra và tự rút. Bà con toàn gõ nước ra để mà trâu bò uống. Ở quê tôi là có thật nhé mọi người, câu thần chú là tí sầm, tí sỏi, tí mỏi, rằng phạt. Ai cũng đọc được câu thần chú gọi nước dâng lên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.